Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu với cô chú anh chị và các bạn một cái bài thơ, nó nói về cái ngày thụ tử sát chủ. Đây là cái bài thơ cổ trong cái sách Thông Thư Song Ngữ của Trung Quốc. Cái bài thơ nó có mấy câu, nó như thế này: chính Việt bao, nhị chấn hưởng, tam cai canh, tứ tôn lưu, ngũ mạnh sướng, lục ngọ tuất, thất tu tu, bát chu cai, cửu diễn ngọ, thập khôn thù, thập nhất diễn lưu, thập nhị tiểu nhục. Tức là nó nói về 12 tháng trong năm. Cái này ta xem về tháng tiết khí. Chính Việt bao có nghĩa là tháng giêng. Trong cái chữ Việt này nó có chữ tuất, thì tháng giêng là ngày tuất, là thụ tử. Nó sẽ viết thụ tử trước, sát chủ sau. Trong chữ Việt này có chữ tuất, thì cái ngày tuất nó là thụ tử. Trong cái chữ bao này nó có chữ tỵ, thì ngày tỵ là sát chủ. Đây là một cái lối người ta viết theo cái kiểu là chơi chữ. Trong cái chữ Hán nó có các cái chữ ghép lại với nhau. Tiếp đến là cái tháng 2, tức là nhị chấn hưởng. Tháng 2 thì trong cái chữ chấn này nó có chữ thìn, thì tháng 2 ngày thìn nó sẽ là thụ tử. Trong cái chữ hưởng này nó có chữ tý ở dưới này, thì ngày tý nó là sát chủ. Tam cai canh tức là tháng 3, trong cái chữ cai này nó có cái chữ hợi, tức là ngày hợi nó sẽ là thụ tử. Trong cái chữ canh này nó có chữ mùi, thì ngày mùi nó là sát chủ. Tức là cứ thụ tử trước, sát chủ sau. Đến cái tháng 4 là tứ tôn lưu, trong cái chữ tốn thì nó sẽ có chữ tỵ. Tháng 4 ngày tỵ nó sẽ là thụ tử. Trong cái chữ lưu này nó có chữ mão, thì tháng 4 ngày mão nó sẽ là sát chủ. Ngũ mạnh sướng, tức là trong cái chữ mạnh này nó có chữ tý ở trên này. Tháng 4 ngày tý nó sẽ là thụ tử. Trong cái chữ sướng này nó có cái chữ thân bên 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 trái này, thì ngày thân nó sẽ là sát chủ. Nó là tháng 5. Tháng 5 thì ngày ngày tý nó sẽ là thụ tử, ngày thân nó sẽ là sát chủ. Đến tháng 6 tức là lục ngọ tuất, ngày ngọ nó là thụ tử, ngày tuất nó là sát chủ. Tháng 7 là thất tu tu, tức là tháng 7 ngày Sửu nó vừa là thụ tử vừa là sát chủ. Tháng 8 tức là bát chu cai, thụ tử nó sẽ là ngày Mùi, và sát chủ nó sẽ là ngày Hợi, bởi vì trong chữ cai này nó có chữ Hợi ở dưới. Đến tháng 9 tức là cửu diễn ngọ, trong cái chữ diễn này nó có chữ dần. Tháng 9 ngày dần nó sẽ là ngày thụ tử, ngày ngọ là ngày sát chủ. Đến thập khôn thù, tức là trong cái chữ khôn này này nó có chữ thân, tức là ngày thân nó sẽ là thụ tử.
Trong cái chữ thủ có cái chữ dậu, thì ngày dậu nó sẽ là sát chủ, nó là tháng 10. Còn đến thập nhất diễn lưu tức là tháng 11. Trong cái chữ diễn này nó có chữ dần, tức là ngày thụ tử là ngày dần. Trong cái chữ lưu này nó có chữ mão, tức là ngày mão của tháng 11, nó là sát chủ. Đến tháng 12 là thập nhị tiểu nhục. Trong cái chữ tiểu nó có chữ dậu, tức là ngày dậu của tháng 12 là ngày thụ tử. Trong cái chữ nhục nó có chữ thìn, tức là ngày thìn của tháng 12 là ngày sát chủ. Đây là một cái lối viết của người xưa, người ta chơi chữ. Bởi vì khi viết ra cái chữ Hán thì nó ghép các cái chữ khác với nhau nên là ta phải hiểu được trong các cái chữ người ta ghép lại nó có chữ gì, thì là nó sẽ là tí xíu dần mão nó ở trong đấy. Tôi chia sẻ cái bài này để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo. Ai có nhu cầu sử dụng cái cuốn sách này thì xin liên hệ với tôi theo số 0986 217 320. Thân ái chào cô chú anh chị và các bạn.